Hiyo Tokyo konnichiwa sumimasen I foreigner I don't speak Japanese but I love aoi sora when you say wakarimashita I say Hitachi Toyota Kawasaki Nintendo Canon Sony Honda I'm losing my way oh boss, so where should I go Shinjuku Sobe I need a Doraemon you speak Japanglish and show me body language what can I do where should I go đẹp trai. Wow. Dễ thương. Sao quá. Dễ chịu. Sao quá. Bốc đi. Tôi tên là Kazu. Kazu. Tôi là đẹp trai nhất tại Việt Nam. Không phải. Chúng tôi là nghệ sĩ hài đến từ Nhật. Tôi có một kỹ thuật đặc biệt. Ồ. Tôi... Cái này. Cái gì? Tôi có thể vừa làm như thế này vừa hát. Ủa, tôi cũng được. Ủa? Phát hôn? Đạt, đạt. Ok. Khả hôn? À, khổ chiếu. Ok. 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 Một, hai, ba. Một bôi một là hai. Hai đêm hai là bom. Bông môi một là năm, năm ngón tay sạc điều. Một bôi một là hai, hai chứ hai là bông môi một là năm, năm ngón tay sạc điều. Một bôi một là hai, hai chứ hai là bông. Tán rồi. Về nha. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi đang có mặt ở văn phòng của Double Wish, nơi mà anh Shizuke và anh Kazu hàng ngày sẽ làm việc. Và chào anh. Lúc mà nghe đến cái tên Double Wish ấy, thì Mai Phương cũng băn khoăn là tại sao hai anh lại chọn cái tên này để đặt tên cho nhóm của mình. Double Wish, để Phương dịch một chút nhé. Trong tiếng Anh, Double Wish nó có phải là ước mơ nhân đôi không? Hay là có cái nghĩa gì đó? Đúng rồi, đúng rồi. Nó là ước mơ nhân đôi. Tại sao hai anh lại quyết định chọn cái tên này? Cầm rồi. Khổ. Có hồi này khó. Khó à? Double là Shinsuke và Kazu. Một tuổi. Fish là hy vọng. Hy vọng. Chúng tôi hy vọng chúng tôi chỗ này nổi tiếng ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Dạ. Cho nên đó là cái nguyên nhân ra đời của cái tên đấy đúng không? Vậy một cái câu hỏi này không những là cái thắc mắc của riêng Mai Phương mà Phương nghĩ là cũng của rất nhiều khán giả, đấy là tại sao hay lại chọn Việt Nam là nơi để phát triển cái sự nghiệp của mình? Vì thật ra là công ty của chúng tôi quyết định. nhưng mà thật ra là chúng tôi có thể chọn. Yeah. một nước trong sáu nước. Yeah, chúng tôi chọn Việt Nam. Chọn. Tại sao? Tại sao không phải là những nước khác? Vì trước khi đến Việt Nam, tôi có người bạn ở Việt Nam. Anh ấy là người Nhật. Anh ấy nói cuộc sống Việt Nam rất rất giỏi.
rất rất giỏi, à rất rất tốt đúng không? Tốt, rất tốt và thú vị, tốt và thú vị, món món Việt Nam ngon, ngon, cô gái đẹp, cô gái đẹp, cô gái đẹp, tôi nhé, cả rồi, chúng tôi trong Việt Nam. Nhưng mà theo Mai Phượng được biết là anh Shizuke đã có vợ rồi mà vẫn thích các cô gái đẹp đúng không? Xin lỗi mọi người. Anh Kazu giỏi hơn. Giỏi hơn Kazu chắc ra. Nhưng mà ít có từ vựng. Ít từ vựng. Nên nói là chặt. Tôi có thể nói khâu dài à khâu cạn khâu ngắn à khâu ngắn câu dài câu ngắn câu dài à nói không từng không thể nói câu dài à nói từng câu ngắn một đúng không? Tôi tên là Kazu, tôi là người Nhật, mong ăn Việt Nam rất ngon. Đấy là những câu thường nói nhất đúng không? Cái lúc mà hai người quyết định đến Việt Nam làm việc á thì người thân người gia đình phản ứng như thế nào? Anh chưa từng kê chết, tại vì anh đã có vợ rồi. Căn nhà Việt Nam, căn nhà Việt Nam không ô nhà, khổ môn loại à. À, cái này à. À, đây là tiếng Nhật. Dạ, tiếng Nhật. Nhưng mà ở Việt Nam khổ những mũi thấm loại à. Cái này tất cả ô nhà tất cả giảm nhỏ. Em hiểu, tức là những cái nguyên âm ở Nhật thì giống nhau, ở đây người ta chia ra nhiều thứ quá đúng không? Đây là cái bảng anh viết để anh học tiếng Việt đúng không? Không được. Nhân tiện thì có cái bảng này ở đây, Mai Phương muốn tổ chức một cái cuộc thi nhé. Mai Phương sẽ cầm cái này và từng người một sẽ phát âm xem ai phát âm đúng hơn nhé. À, bắt đầu từ anh Kazu. Đây. Được không? Mình hiểu. Hoàn hảo. Hoàn hảo. Hoàn hảo hả? Còn đây chứ. Nào cố lên. Ok. Chỉ cả dư tôi, nên chính xác là chỉ cả dư tôi. Dạ vâng. Vâng, trong ba người đấy, cả dư tôi đúng nhất đúng không? Rồi, cảm ơn anh. Ngày Tết vui vẻ nha. Chúc mừng sức khỏe. Ngày Tết. À, ngày Tết vui vẻ. Chúc mừng. Cảm ơn ơi, chúc mừng. Chúng
tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.